Những đức khuyên quý Phật tử khi về chùa mình tu tập. Chùa mình thì quá đông quý vị, quá đông người về, nên có những cái mà khi mình về chùa mà đông đúc đồ, chỗ ở được chặt chội đồ quý vị, chúng ta mỗi người nên quan hỷ một chút. Khi chặt chội nè, khi sắp xếp mà ban tổ chức đông quá quý vị, quý vị coi quá trời đông người ta, mấy cô đồ, mấy thầy mấy chú cũng rất cực. Những đức thật sự mà cũng tính toán sắp xếp dữ lắm, nhưng mà quá đông người ta, đúng không? Rồi lây quay tới ngày Phật đản thì bữa nay 25 rồi, 25 30 5 ngày mùng 8, nếu mà 30 thì 5 ngày mùng 8 thì tính ra còn có 13 ngày nữa quý vị. Đúng không? 13 ngày nữa. 13 ngày nữa tới ngày Phật đản rồi. Nhưng tính ra 12 ngày, tại vì mùng 7 bị đi rồi đó. Mùng 8 tháng 4 là ngày 9 thì mùng 7 bị đi rồi, để sáng chúng ta có một cái đại pháp hội Di Đà. Quan trọng. Đại cái pháp hội Di Đà và thêm cái nữa là cái chương trình ngày Phật đản buổi sáng, buổi trưa đó quý vị. Khi sáng sớm 3 giờ này kia là chúng ta có một cái đại pháp hội Di Đà, thấy không? Sẽ rất đặc biệt mà, tuyệt vời. Chuyến đi mình rất xứng đáng. Rồi cái buổi trưa đó là khoảng 7 giờ sáng, 7 giờ rưỡi, 7 giờ rưỡi là nhà đức chia sẻ Phật pháp nha. Sớm 7 giờ rưỡi. Thì lúc đó chùa mình rồi đã đông sẵn hết rồi. Cái khóa tu buổi sáng sớm nhất ấy, khuya thì khoảng cỡ 5 giờ rưỡi xong. Cho 5 rưỡi xong đi. Thì vì ăn cơm nước này kia nghỉ ngơi thì 7 giờ rưỡi chúng ta đều tập trung đại chúng qua bên cái nhà Toàn Đại Tùng Lâm. Thì tập trung đó hết thì 7 giờ rưỡi nhân đức qua chia sẻ Phật pháp. Sớm một chút. Chia sẻ đúng 1 tiếng đồng hồ, 8 giờ rưỡi. 8 giờ rưỡi xong cho anh chị ca sĩ hát. Và xong chúng ta phóng sanh cũng đi thật. Chương trình lần này phải vậy đó nha quý vị. Nhớ nha. Rồi buổi chiều thì mình cũng khoảng 2 giờ đi. 2 giờ. Nhân đức qua giảng pháp. Xong phóng sanh cũng đi thật. Thì buổi tối là ngày chính chương trình Phật đản. Và sẽ tặng khăn, tặng đèn bóng xét. Rồi ngày nguyên ngày đó tặng tượng Phật luôn. Thì quý vị biết rằng là rất đông người, cực kỳ đông người. Chương trình đúng một ngày, chỉ có bữa sau nữa là tất cả các đoàn ở xa sẵn cái chuyến đi. Thì bây giờ mình qua Đại Tùng Lâm, nguyên hoàn cảnh Đại Tùng Lâm, một ngôi chùa thiệt lớn quý vị đã dự rồi. Thì bữa sau là ngày mùng 9 tháng 4 thì bên hộ pháp đúng buổi sáng thôi quý vị. Tối đêm đó ngày mùng 8 xong rồi mình nghỉ ngơi Iran ở bên Đại Tùng Lâm hết, nghỉ bên ngơi bên đó xong rồi sáng quý vị qua, sáng sớm quý vị qua đó. Hoặc là mình khoảng cỡ 3 giờ mình đi cũng được, 3 giờ khuya mình đi. Mình đi qua bên đó là sáng sớm những đứa sẽ có buổi chia sẻ Phật pháp với quý vị, cho quý vị chuyến đi xứng đáng đó mà. Rồi xong rồi quý vị ăn cơm sáng. Ăn cơm sáng xong rồi 8 giờ rưỡi những đứa chia sẻ Phật pháp với quý vị, cho quý vị nghe nữa. Rồi phóng sanh cũng đi thật. Xong quý vị đi về. Ai muốn ở lại thì ở. Là chuyến đi quý vị cực kỳ xứng đáng và khóa tu cực kỳ an lạc, vui và khỏe. Đó là lễ Phật đản chuyến này. Nhưng mà rất đông người nên chúng ta về chùa đông người thì mỗi người chúng ta đều hết sức là thương quý thầy, thầy chúng trong chùa, tội nghiệp họ. Nên chúng ta mỗi người đều sanh tâm hoan hỷ khi lỡ hơi chặt chội một chút. Nhất là những người Phật tử mà đến chùa tu thường xuyên đều là những vị Bồ Tát có thời gian thâm niên, phải phát tâm rất rộng lớn. Đến chùa có những dịp lễ hay là chủ nhật gì đông đúc, có khi
nằm chật chội này kia đồ, mình hãy phát Bồ Tát đạo cho nó đúng với cái thời gian thâm niên của mình nghe pháp và tu. Nhớ nghe những điều như Đức nói, như quý vị tự suy nghĩ thì sự tu của mình nó kết quả và an lạc. Đặc biệt vì coi một cái đầu của những đức mà sắp xếp bao nhiêu việc, tính bao nhiêu chuyện, nên tuyệt đối những Phật tử mà đã nghe những đức giảng rồi biết những đức, không có một cái gì mà nói mà trách hờn buồn những đức được. Quý vị coi, nói đây bằng cả một tấm lòng, như mình là người sống gần như một đại gia đình nói với nhau. Nếu đã gần và nhìn nhận thấy thì mình thương nhau không hết, chứ hờn trách gì bây giờ. Chỉ có những người không hiểu thì thôi, chứ gần gũi đi đến chùa mình thì quý vị thấy, quý vị đi bao nhiêu nơi quý vị có thấy ai mà nhiệt tình đến mức không tưởng tượng được. Dù là bệnh đau ho, muốn rớt cả trái tim ra ngoài, rớt phổi ra, mà vẫn ngồi với quý vị và tổ chức chương trình cho quý vị hết lòng hết dạ. Tới giờ ra phóng sanh cũng đi thực, mà như bữa 1 tháng 5 những đức mà muốn xỉu tại chỗ luôn, vì bệnh suốt rồi ăn miếng cháo đói bụng quá, ngồi tính ra suốt thời gian từ 8 giờ 20 qua mà ngồi cho đến 12 giờ rưỡi giảng pháp, sắp xếp chương trình như 4 tiếng đồng hồ, không đơn giản. Mà tại vì mình bị cảm xúc, bị ho bệnh mấy ngày, thì vì biết rằng là dưới một cái tấm lòng như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này tìm đâu ra một người bạn quá nhiệt tình như vậy, một người thầy nhiệt tình hết mình như vậy với mình. Quý vị nên nhận thức quý vị à, trong cuộc đời chúng ta tuy bạn nhiều nhưng có khi ít khi nào kiếm được người bạn nào quá chân thật như vậy lắm. Nên những đức thường nhắc những Phật tử chúng ta thường nghe pháp, chúng ta tu làm sao mà hạ cái tâm kiêu ngạo mình xuống. Mình chơi với bạn mình phải cảm nhận chứ. Quý vị đến với những đức nói bạn thôi đó, quý vị phải cảm nhận chứ. Vì đi đến chùa thì thấy rằng là có người những đức chơi không bao giờ nói cái chuyện phản bạn đâu quý vị à. Không phải nói là giàu đãi bạn đâu, không có đâu. Giàu nghèo gì cũng thích chơi với bạn lâu dài. Khi có khó khăn gì giúp được là giúp chân thật, còn có chuyện gì nói thẳng, rất thẳng thắn. Nhưng bây giờ những đức đã không bao giờ nói tên ai rồi đó, thấy không? Những người nói rằng thầy có chuyện gì thầy kêu thẳng con thầy nói. Xin thưa với quý vị, quý vị thông cảm giùm, chuyện đó là chuyện của gia đình quý vị, chuyện nhà quý vị, chuyện của quý vị. Những đức chỉ là dùng phương tiện giả thuyết trên buổi giảng thôi, để cho nhiều người được nghe, và ai dính chỗ nào thì sửa chỗ nấy. Nếu như quý vị cảm thấy rằng việc đó là chúng hay mình, thì quý vị thấy nó đúng thì quý vị khỏi cần sửa chuyện của quý vị. Còn nếu thấy nó là sai thì sửa thôi. Đừng bao giờ nói rằng là tại sao thầy nói đúng ngay bon con thầy nói con gì, con mắc mặt. Đừng có nghĩ gì, đó là người không có tu hành, nói gì thôi. Mình là người tu hành mà, mình cảm ơn hết, thật sự cảm ơn hết. Những đức ở trong chùa, những đức nói thật sự, trong lòng những đức nói, nếu cuộc đời những đức mà ai nuôi cha mẹ những đức, trong lòng những đức quỳ lại họ và cảm ơn họ. Chứ đừng có nói mà trong lòng nói rằng là tự ái một cái gì đó rồi bất cần. Không phải đâu quý vị, bậy quá, đó là người không tu thôi. Mà cả không tu đi chăng nữa cũng nên suy nghĩ chỗ này. Có khi cha mẹ mình, bản thân mình nuôi mà còn bỏ rơi rớt, hoặc cũng ngồi trong hõn đó mình đi tối ngày. Còn ta nuôi cha mẹ mình mà ngày nào ta cũng qua ta thăm, ngày nào ta cũng động viên, hoặc là bố trí người để quan tâm chăm sóc. Giống như nghe những quan nói ở ngoài cổng chùa, mấy cụ ngủ nó cũng hơi nóng, nhà to. À, lúc trước ở bên bảo tháp nóng, những đức kêu bắt cái mô tưa nước quay, quay như tưới cây, tưới cây ở trên Đà Lạt. Những đức kêu đà mấy chú gắt ở bên bảo tháp ở nhà to. Thì buổi trưa hay gì đó
bật lên cái là trong vòng 5 phút nó quay, nước nó bún ra, nó làm nhà toan được hết nóc, các cụ vô ngủ đỡ nóc. Thì như Đức kêu bắt ở ngoài cổng chùa, người như Đức nói cái gì hỗ trợ cho các cụ được thì hỗ trợ. Thời tiết này nóng mà chùa mình cũng thoáng lắm, có nghĩa là mình sống, mình nghĩ rằng bản thân mình để phục vụ mọi người là điều hạnh phúc. Mình sống bằng cả tấm lòng mình, hết lòng hết dạ, sống gì là niềm vui nhất. Nên những Đức nói với hàng Phật tử khắp nơi nơi rằng là mục tiêu mình là muốn về thế giới cực lạc, quý vị. Mà chùa mình lại là một ngôi chùa chiến tú, một cái tổ chức chương trình lợi ích cho người còn sống, lợi ích cho người đã mất. Dù là có một hai người gì người ta không hiểu, nói này nói kia, nhưng những Đức khuyên quý vị, mình đã biết chùa chiền mình đây rồi, bản thân mọi người chúng ta nhận thức sâu sắc. Có những người người ta đứng từ ở một góc độ nào thôi, người ta không có đến gần. Phải chi người ta đến gần mình, ta tìm hiểu sâu sắc thì người ta sẽ biết rõ lắm. Một ngôi chùa mà nuôi bao nhiêu người già, làm bao nhiêu chương trình lợi ích cho người ta. Nhà mình chỉ có một hai người thôi mà rất cực, trong khi ta làm đến mức như vậy, mình nói gì vậy? Chỉ có người không hiểu thôi quý vị à. Và cũng là cái nhân cái quả gì mình đã tạo nhiều đời nhiều kiếp thôi. Nên từ nơi đó mà tội nghiệp, những cái nhân cái quả nó kết hợp cái nhân cái quả thôi, chứ không tội nghiệp gì, hơi tùy duyên. Thì từ nơi đó mà những hàng Phật tử mà đến chùa tu tập, đây là những nhân duyên đặc biệt để tu tạo phước duyên, tạo những pháp hội cực kỳ lớn, để ảnh hưởng tịnh độ khắp nơi nơi. Và những Đức tặng tượng Phật cho quý vị để đem về gia đình thờ. Những Đức mong rằng nhà nhà có thờ Tam Bảo và có thờ khóa tu ăn chay niệm Phật, để cái kiếp nạn nhân sinh nó quá giải bớt đi. Quý vị biết rằng trứng để chung một rổ thì đập một cái bể hết trơn. Còn chúng ta chia đều đó, Tam Bảo như Đức lập ra nhiều gia đình cho quý vị, thì quý vị đã có thờ khóa tu hết rồi, nghe pháp rõ ràng hiểu hết rồi. Quý vị cứ chân thật áp dụng đi, lợi rất lớn lắm. Niệm Phật vui an lạc. Dù gặp sự cố gì trong cuộc đời, nhưng hãy nắm chắc câu Phật hiệu đi, và tin nhân tin quả, và suy nghĩ rằng chỉ có thế giới cực lạc ở chỗ đặc biệt mình về mới là tốt nhất thôi. Chỉ có thế giới cực lạc mới là chỗ không có những sự đấu đá hơn thua. Còn ở cõi này thì sẽ còn sự đấu đá hơn thua quý vị. Nên chúng ta nên chọn thế giới cực lạc mà về. Đây là một quốc độ đặc biệt tuyệt vời. Dù ai có nói gì mặc kệ, mình cứ tin Phật Thích Ca Mâu Ni đi. Lời Đức Thích Ca Mâu Ni dạy mình hãy tin đi, chân thật tin đi quý vị. Đó nên à, lay quay tới lễ nữa. Thì mình làm việc cho mọi người, mình chỉ có những cái cầu nguyện rằng mình chỉ cần có sức khỏe, cực lực hết mình, niệm niệm về người bằng cả tấm lòng, đến khi mình không còn ở cuộc đời này thôi. Chỉ cần có sức khỏe để làm việc cho đại chúng thôi. Nên như Đức cũng thường nói với bản thân như Đức thôi, chúng ta cùng một thể mà, từ đầu cho đến chân, tất cả tế bào chúng ta cùng một thể, hay tất cả những vi khuẩn hay là muôn loài gì ở trong cơ thể của mình, chúng ta cùng một thể mà. Những Đức mỗi ngày dịu cái tâm vui vẻ thì họ cũng sống mát mẻ trong bản thân những Đức. Thôi chúng ta đừng nên trở ngại nhau. Cả nói một mụn trên cái mặt như Đức cũng nói thôi, nói chỗ khác đi, để cái mặt của tôi coi được được một chút đi, nó đã hô rồi mà giờ nó còn nói mụn này kia lên thì kỳ lắm. Để cái mặt được được một chút để tôi giảng pháp, tôi còn nói ăn chay coi được một chút, niệm Phật coi được một chút. Chứ nếu không mà nhìn nó xấu hòm, cuối cùng người ta khó nhiếp thọ. Niệm niệm gì người quý vị. Nên là những điều như Đức chia sẻ này bằng cả tấm lòng mình, nên mong rằng mỗi người nghe Phật pháp nên dịu cái tâm, sống an lạc vui vẻ. Vì coi công việc như Đức nhiều cỡ nào chứ. Nên những Đức mong mà các cụ thường trụ trong chùa đồ này kia, Phật tử thường trụ trong chùa đồ đều
hết sức thông cảm cái việc ví dụ như bên chùa bên kia lúc này những đứa cũng ít qua ăn cơm với các cụ, chỉ có những buổi giảng một tuần qua mấy ngày giảng pháp cho cụ nghe. Bây giờ thêm chuyện nấu ăn á cụ ơi, chùa mình lễ liên tục thứ bảy chủ nhật chiên sườn, rồi thứ năm xe sườn, thứ sáu chiên sườn, làm đồ ăn thứ bảy chủ nhật đủ chuyện, sắp xếp nhiều việc, thời tiết nóng nực rồi giảng pháp bị đau cuốn họng đó cụ. Phật cũng gia hộ, cái tiếng nói vẫn được nghe rõ ràng, Phật tử ta thấy là mình cũng thương, những mọi người ta cũng ủng hộ, từ nơi đó mà lo cho đại chúng, lo cho các cụ cuộc sống cũng ổn định, mong các cụ vui, các cụ có sức khỏe, niệm Phật khi cuối đời cụ được lo lắng đàng hoàng, điều đó là mừng nhất, rất là mừng. Nhưng nó cũng vui là cái tâm mình bây giờ nó cũng an lạc các cụ, nên là mỗi lần ai mà cũng dường gì chút cầm bỏ vô túi đến chi, giống như làm cha làm mẹ mà đi bư quào kiếm cuộc sống đem về lo cho con cái, thấy con cái mình ăn ngon sống vui vẻ, tự nhiên bản thân mình cũng thấy đó là niềm an ủi, cũng thấy mừng. Đối với đại chúng trong chùa mình cũng có tâm vậy, đối với Phật tử nhưng đức cũng có tâm đó, thấy bị vui, thấy bị an lạc là trong lòng những đức thấy cũng rất là sung sướng rồi. Mong rằng những người mà biết mình ai cũng là người sống vui, sống tốt, trong mọi hoàn cảnh sống đều đặc biệt. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. Ở cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.